Xin chào anh em, đây là bộ kích bình Drive Power. Thì bộ kích bình này có gì hay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em trong video này. Bộ kích bình này thì bao gồm thứ nhất là cái đồ chính là cái cục kích bình. Rồi thứ hai là cái sợi dây này là để kích bình cho ô tô và xe máy. Thì đó, nó có hai cái kẹp, một đen một đỏ và một cái đầu để cắm vô cái lỗ này. Đấy. Rồi thứ ba là một cái củ sạc dành cho cục kích bình. Đầu tiên mình sẽ nói về cục kích bình này. Thì nó khá là nhỏ gọn, nó dài khoảng 20,8cm và nặng 580g. Và dung lượng của nó là 14.000mAh. Và giá thị trường của nó hiện nay là tầm khoảng 2 triệu đồng. Cái cách kích bình cho ô tô và xe máy thì cũng không có gì khó. Thì trên cục kích bình nó có một cái lỗ engine start. Thì các bạn chỉ cần cắm cái bộ dây kích vô. Thì cái bộ dây nó chỉ có một đầu tròn và vuông, thì các bạn không thể nào cắm lộn được, chỉ có một chiều cắm vô thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ kẹp hai cái kẹp này vào bình ắc quy. Cái kẹp đen thì sẽ kẹp vào cực âm, còn kẹp đỏ thì sẽ kẹp vào cực dương của bình ắc quy. Anh em lưu ý là chúng ta sẽ cắm cái dây đen vào trước và cái dây đỏ vào sau. Và sau đó chúng ta sẽ ấn nút boost. Khi chúng ta ấn nút boost thì nó sẽ hiện lên cái đèn màu đỏ và nó chớp đỏ, sau đó nó chuyển qua chớp xanh. Và khi chớp đỏ dừng lại và chuyển qua chớp xanh thì lúc đó mới là kích bình ok. Và lúc đó anh em có thể để máy lên và đi lại bình thường. Ngoài công dụng chính là kích bình cho ô tô và xe máy, Drive Power này có nhiều tác dụng khác mà cho anh em đi phượt thì mình nghĩ là anh em sẽ rất là thích. Chiếc cục sạc này nó có 3 cổng USB, thì trong đó có một cổng Quick Charge và nó có cả đèn pin. Đèn pin thì nó chỉ có một đèn LED thôi, nhưng mà nó có hai chế độ. Thứ nhất là chế độ sáng bình thường, thì cái này thì cũng không có gì đặc biệt. Và thứ hai là cái chế độ chớp. Thì cái chế độ đèn chớp ở đây thì khi gặp trường hợp khẩn cấp mà ở những nơi không có sóng điện thoại hay là gì, các bạn không thể gọi cứu hộ, thì đèn chớp này mình nghĩ là khá là quan trọng. Bởi vì khi chớp thì mọi người sẽ nhìn vô và sẽ biết là bạn đang gặp gì đó. Các bạn có thể kiểm tra dung lượng pin bằng cách ấn nút Power thì nó sẽ hiện lên ngay đằng trước. Pin sẽ có 4 nấc màu xanh. Nếu các bạn mà muốn kích bình thì mình khuyên là các bạn nên để pin luôn luôn trên 2 nấc. Vì có thể là khi dưới thì điện sẽ không đủ để kích bình lên cho các bạn. Cái bộ kích bình này khi các bạn sạc đầy thì có thể kích cho ô tô và xe máy khoảng 20 lần. Bộ kích bình này là bộ kích bình dành cho ô tô. Khi mà các bạn đi phượt hay là đi xe thì đi xe máy thì khá là bất tiện khi nếu các bạn xài cái bộ lớn như vậy. Thì trên thị trường có hình như mình thấy là cũng có bán một số bộ nhỏ hơn dành cho xe máy. Cục kích bình này có giá hơi cao nhưng mà theo mình thấy á, là nó rất là đáng đồng tiền bát gạo vì nó có rất là nhiều công dụng. Mình xin cảm ơn.